Kỳ Phước, Quảng Nam, tháng 10 năm 1974, Vũ Trọng Tân, trinh sát B-74 Quảng Nam, Đà Nẵng, mến tặng, nuôi quân tiểu đoàn 74. Bài thơ Chúng em là cô gái nuôi quân. Khi trận địa Anh nổ giòn tiếng súng, bếp Hoàng Cầm em cũng chín nồi cơm. Giữa bom đạn các anh cần miếng nước, nước đây rồi em đã đến bên anh. Em lên đường văng pháo nổ cầm canh, đất đá rào rào cỏ cây tơi tả. Trên chiến hào các anh bao vất vả, bác canh này mang cả tấm lòng em. Ăn cơm đi với các anh mến yêu, để thêm sức đánh quân thù phản kích, và cùng anh đi khắp mùa chiến dịch, tiêu diệt ốt bồn giải phóng quê hương. Đáng yêu sao những cô gái Quảng Nam đã ra đi vì thù nhà nợ nước. Trái tim em còn vọng lời nguyện ước, vất vả nhiều chúng em cũng vượt qua. Mùa chiến dịch đang chờ đón chúng ta, nấu nồi cơm như anh cầm khẩu súng, bên Hoàng Cầm như anh ngoài trận tuyến, chiến công này có cả chiến công em. Công việc em bình thường giản dị, nhưng cuộc đời cách mạng của em giữa chiến trường cùng anh chiến đấu, chúng em là cô gái nuôi quân.